Vâng ạ, xin chào tất cả các bạn. Chúng ta đang đến với thành phố Las Vegas ở nước Mỹ. Trước mắt chúng ta là cuộc đối đầu đầu tiên ở giải Las Vegas Open. Cuộc đối đầu rất được chờ đợi giữa cầu thủ Shane Van Boerning và đối thủ của Shane vào ngày hôm nay là một tay cờ không thực sự quá tên tuổi. Không thành công, đó là một cú chém không tốt và có lẽ cú chém vừa rồi cũng cho ta thấy được đẳng cấp của đối thủ ở sân là như thế nào. Rất đáng tiếc dành cho sân. Một món quà mà sân sẽ dành đến cho người đàn em của mình. Cú điều bi của sân đã đưa cả viên bi cái rơi xuống lỗ 10. Robert sẽ đánh luôn và cắt luôn đi mục tiêu số 1. Rất tốt. Đã phá được 4 ra nhưng Sen lại tự bắt đuôi chính mình rồi. Có lẽ là vẫn sẽ còn cái má để chạm vào bi mục tiêu số 3 ở bên phía tay trái theo góc đánh của viên bi cái. Lúc này thì Đặng Thành Kiên cũng đã bắt đầu với trận đấu ra quân của mình rồi và tỷ số của Đặng Thành Kiên đang là không đều. Wow, vẫn còn góc chém luôn và đó là một pha xử lý xuất sắc của Zen. Combo 7, 8, 9, 10 đang ở một vị trí rất khó chịu để Zen có thể nghĩ tới việc dọn bàn. Zen quyết định cân luôn nhưng không thành công. Ăn rùa thì sẽ không tính rồi. Sẽ không tính pha ăn rùa vừa rồi và bây giờ thì Robert sẽ có hai quyền để lựa chọn đó là đánh luôn hoặc là nhường phần đánh lại dành cho Sen. Chỉ còn một ván thắng ở trong set đấu đầu tiên nữa thôi thì Sen sẽ có được chiến thắng thứ nhất. Trong khi đó thì Robert cũng chỉ cần một ván thắng nữa thôi. Nhảy cắt luôn. Đường xa, góc hẹp và không đơn giản để có thể nhảy với một khoảng cách dài như thế này nhưng đó là đẳng cấp của Sen. Wow! Một cú này xuất sắc của Sen. Quá hay, quá hay. Chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng lại siêu phẩm đầu tiên mà Sen đã làm được ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đáng tiếc là Sen lại không giữ được sự ổn định khi mà đã bắn xịt bi mục tiêu số 2. Rất đáng tiếc dành đến cho Sen. Như vậy là Đặng Thành Kiên. Chúng tôi định cập nhật kết quả của Đặng Thành Kiên thì Robert đã đắp lễ đàn anh của mình với một tình huống mà có lẽ đã thể hiện được trình độ của cầu thủ này. Ván thắng thứ hai ở trong hiệp 1 hoặc là set 1. Các bạn có thể hiểu nôm na là set 1, set 2 hoặc là hiệp 1, hiệp 2. Còn ván thắng sẽ là từng ván đấu trong các set đó. Mỗi set sẽ có rất là nhiều ván đấu và sẽ thi đấu theo thể thức là Ray 4. Sen vẫn thấy một cái má nhưng cú áp phê vừa rồi của Sen hơi dày, nó thiếu đi độ mỏng. Ra quân thôi. Không trúng bi mục tiêu số 1. Chúng ta sẽ cùng xem sẽ còn những thử thách nào dành cho Sen ở hình bi này đây.
Một pha xử lý có thể nói là quá non kinh nghiệm của Robert. Quá non. Quay trở lại với Robert. Không thành công. Những pha xử lý như vừa rồi có lẽ sẽ khiến cho Robert càng mất tự tin. Không thành công. Ăn rùa thì sẽ không tính. Và quyền đánh tiếp theo sẽ thuộc về Robert. Đó là sự khác biệt giữa pool 9B và pool 10B. Nếu như đang thi đấu ở nội dung pool 9B thì người được quyền đánh tiếp theo vẫn sẽ là Sena Van Boning. Đấy. Tôi sẽ biết là Robert sẽ càng đánh hay càng tê với những sự khó khăn dành cho Sen rồi. Robert ẩu thì Sen lại ẩu không kém. Tên tuổi gì cả. Hình như tay cờ của Nguyễn Anh Tuấn đến từ Chile. Cú phá chết cái của Robert. Việc được đối đầu với Sen có lẽ cũng sẽ là một điều gì đó giúp cho tay cờ Robert có thể tiến bộ hơn. Sen nhảy rồi thì bây giờ đến lượt đàn em nhảy. Cú nhảy của Robert. Wow! Một cú nhảy. Ôi rồi nhưng mà là anh lại quên chỉ lỗ rồi thì phải. Như vậy là tình huống này Robert quên chỉ lỗ. Cú nhảy xuất sắc rồi nhưng anh lại không chỉ lỗ, và bây giờ lượt đánh tiếp theo sẽ ở không. Đúng rồi, quên chỉ lỗ và xen nhường luôn thì phải. Tỉnh táo hơn một chút, đã chỉ lỗ rồi. A bằng 2 cộng vào 10. Không trúng 2. Luật thi đấu này thì 2 cộng vào 10 thì 10 sẽ thắng luôn. Như vậy là 2 cộng vào 10 sẽ thắng luôn. Như vậy là luật thi đấu ở Las Vegas có một sự khác biệt, đó là vẫn sẽ được quyền ghép bi. Sự đen đủi đã được dành cho Sen trong cú phá vừa rồi. Thì uống phá hiếm hoi mà Sen đã đưa được những bi mục tiêu rơi xuống lỗ. Và lúc này ở trong set thi đấu thứ hai thì Thành Kiên đang bị dẫn với tỷ số là 1-2. Chỉ còn 4 bi mục tiêu nữa. Một thử thách đơn giản dành cho Sen. Hơi hơi ẩu một chút xíu. Cái góc chém không phải là thuận lợi nhất. Tất nhiên là với đẳng cấp của Sen thì đó không phải là một vấn đề quá lớn. Bị mục tiêu cuối cùng và sẽ là cú đánh cuối cùng ở trong trận đấu ra quân của Sen. Một sự khởi đầu thuận lợi dành cho Sen trong công cuộc tìm kiếm chức vô địch của mình. Tỷ số chung cuộc ở trong trận đấu này là 2-0 với tỷ số cụ thể là 4-3 và 4-1 trong hai set đấu. Khá chật vật nhưng Sen đã có được điều mình cần, đó là chiến thắng.